mau đuổi theo. Không thể để bằng chứng này rơi vào tay bọn chúng được. Không được để cô ta thoát. Đây là đâu? Em tỉnh rồi à? Ngồi dậy từ từ thôi. Em thấy sao rồi? Em tên gì? Nhà em ở đâu? Tôi không biết. Em không còn nhớ gì à? Tôi... đau đầu quá. Thôi, từ từ nhớ lại sao cũng được. Em ăn cháo trước đi đã. Tôi... Cháo anh nấu đấy, ngon lắm, không phải ngại đâu. Thôi, ăn đi cho nóng. Ngày hôm sau. Em thấy trong người ổn chứ? Sao mặt em ấy lại đỏ bừng thế này? Tay lạnh quá. Không được rồi. Đừng hại tôi. Chắc là em ấy đang hoảng sợ lắm đây. Đừng sợ. Anh Tuấn, anh ấy đã túc trực ở đây để chăm sóc mình sao? Ôi dạ. Để anh xem nào. May quá, em hết sốt rồi. Chờ anh đi gọt hoa quả cho em nhé. Thấm thoát đã một tuần trôi qua. Anh Tuấn, anh nghỉ tay uống nước đi đã. Để em giúp anh nha. Anh cầm lấy nè. Đây nữa nè. Anh cảm ơn. Vậy? Cứu em. Bình tĩnh nói em nghe xem nào. Quái vật bóng đêm, gián kia. Tưởng gì, có con gián thôi mà. Thôi, anh làm tiếp đi, em lên nhà trước đây. Thời gian cứ vậy trôi đi. Hiền và Tuấn từ những người xa lạ đã dần nảy sinh tình cảm với nhau. Tuấn quyết định mở lời với Hiền. Nhà anh không được giàu có, em có chê anh không? Tất nhiên là không rồi. Mùi... mùi gì thun thủng mới nhờ. U là trời, xấu hổ quá. Em không chơi với anh nữa đâu. Đợi anh với. Em ăn nhiều vào nhé. Anh yêu, để em lau cho anh nha. Thích quá. Phải bôi lên đã. Anh ấy sao vậy? Nhìn em ấy đáng yêu quá. Mồm em dính bẩn, để anh lau cho nhé. Mồm anh cũng vậy này. Tranh thủ quét nhà cái đã. Cái gì đây? Nhìn nó quen quá. Đầu của mình. Ký ức trong đầu Hiền dần hiện rõ về ngày mà Hiền bị truy đuổi và hãm hại. Đau đầu quá. Hiền, chuyện gì vậy em? Em sao vậy? Nói anh nghe nào. Anh Tuấn, cái điện thoại này. Điện thoại này là lúc cứu em, rơi ngay cạnh chỗ em nằm nên anh nhặt về. Nhưng mà nó vỡ rồi, không biết có dùng được không. Anh giúp em mang nó đi sửa được không? 3 tiếng sau. Anh về rồi đây, em mau xem đi. Đây là mình mà. Hả? Video này. Cô ta là Hiền. Anh nghĩ sao về bản hợp đồng này? Tôi xin lỗi. Công ty sớm muộn cũng thuộc về tôi thôi. Hợp tác vui vẻ nhé, cô Hạnh. Tối nay anh bố. Bố ơi, mình về thăm bà thôi nào. Ừ, có gì cô cứ liên lạc với thư ký của tôi nhé. Mình đi thôi. Bố, con quên túi rồi. Bố xuống đợi con nhé. Ừ, nhanh lên đấy. Ai trong phòng bố vậy nhỉ? Đúng là lão già ngu ngốc. Tao vừa mới thả thính có tí là đã ký được ngay rồi. Cô muốn hại bố tôi sao? Mình phải quay lại cho bố xem mới được.
hợp đồng giả đây rồi. Chụp lại đây làm bằng chứng mới được. Mày đang làm gì vậy? Chết rồi. Đứng lại. Hỏng rồi. Phải bịt miệng nó lại mới được. Không biết nó trốn đâu rồi. Mày lối kia, tao lối này. Mình phải gửi cái này cho bố ngay mới được. Sao lại hết pin lúc này cơ chứ? Chắc bọn chúng đi xa rồi. Đứng lại. Bắt lấy nó. Đúng là trời giúp mà, không cần ra tay cũng xong. Cảnh sát kia. Chùn đã. May quá, chúng chạy rồi. Em gì ơi, em ơi, đưa cô ấy về trước đã. Hiên, em ổn không? Em nhớ ra tất cả rồi. Có người muốn hại bố em. Em phải về cứu bố ngay mới được. Để anh đi với em. Cô đúng là con cáo già. Thật không thể tin được mà. Bây giờ công ty đã thuộc về tôi. Ông mà biến đi. Công ty nào là của cô? Hả? Mày, sao mày vẫn còn sống? Hại người không dễ thế đâu. Toàn bộ bằng chứng về việc cô làm đều ở trong này. Mày, đây là lệnh bắt khẩn cấp. Mời cô đi theo tôi. Bố, con đã đi đâu? Có biết là bố lo lắng lắm không? Bố, tất cả là do anh Tuấn giúp đỡ. Là cậu ấy sao? Vâng, anh ấy là người đã cứu con khi bị đám côn đồ của Hạnh đuổi đánh, người yêu của con đấy. Chào cháu, cảm ơn cháu rất nhiều. Từ giờ bác sẽ giao con gái cưng của bác cho cháu chăm sóc. Lòng tốt mà Tuấn trao đi, cuối cùng cũng nhận được kết quả xứng đáng. Người ta có thể che giấu mọi thứ, nhưng có hai thứ không thể, đó là tình yêu và sự thù hận. Tình yêu chân thành sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống. Còn sự thù hận sẽ chỉ tàn phá những hạnh phúc tuyệt vời mà bạn đang có. Boss gọi tôi đến có việc gì? Búp bê Squid Game, cô hãy xử lý tên này cho ta. Cũng đẹp trai đấy. Hắn đã làm gì đắc tội với ngài? Hắn... hồi hộp quá, mình nhất định sẽ thành công. Thu Hiền đến rồi. Hiền à, anh đã yêu thầm em từ lâu. Hôm nay anh sẽ tỏ tình với em. Hả? Chào em yêu, xin lỗi anh đến muộn. Anh làm gì mà để em đợi lâu thế? Anh có một bất ngờ dành cho em. Đồng ý lấy anh nha. Anh nói thật chứ? Hiền ơi, em đừng nhận lời. Em đồng ý. Không, không thể như thế được. Đẹp quá. Anh Long kìa, anh Long. Hiền đấy à. Chào hai người. Anh đi đâu vậy? Anh xem nè, Hoàng vừa tặng nhẫn cầu hôn cho em. Nhẫn đẹp đấy, chúc mừng hai em. Anh có việc gấp phải đi ngay. Tạm biệt. Chào anh nhé. Mình không cam tâm. Hoàng, người hãy đợi đấy. Chính hắn đã phá hoại hạnh phúc của ta. Tiêu diệt hắn thì dễ, nhưng quan trọng là bằng này đã đủ chưa? Đủ rồi, ngài cứ yên tâm chờ tin tốt. Hắn đang ngủ say. Tốt lắm. Thả tao ra. Ngủ đi. Hãy ngủ thật sâu nhé. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Anh Hoàng. Không. Anh Hoàng ơi. Mình vừa mơ thấy ác mộng. Anh Hoàng đâu rồi? Nửa đêm như này anh ấy còn đi đâu? Không lẽ... Mình phải xem lại camera ngay. Anh Hoàng đã bị búp bê Squid Game bắt cóc. Anh Hoàng, anh đang ở đâu? Không có kẻ nào đi qua đây. Mệt quá, đánh một giấc cái đã. Này, rảnh ra. Dậy đi. Đứa nào phá giấc ngủ của ta? Chết tôi.
Ai cho ngươi ngủ trong giờ canh gác hả? Ôi, đại ca hất ghi, đại ca bớt nóng. Em mới chợp mắt có một tí thôi mà. Mày còn cãi à? Tao cho mày thêm một búa nữa bây giờ. Đại ca bình tĩnh, đừng nóng, em biết lỗi rồi mà. Bọn chúng ở kia, hãy xem ta đây. Đại ca, nhìn kìa. Oh my god. Wow. Anh gì ơi. Người làm ăn gái xinh kìa đại ca. Hai anh thật dễ thương. Em bị sét đánh trúng rồi đại ca ơi. I love you. Chờ anh tan ca đã nhé em yêu. Ok anh. Cô đến đây làm gì? Ê anh bình tĩnh, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Tôi đi đây. Ok em yêu, đi đâu vậy? Đồ vô tích sự, người làm ăn cho tử tế vào. Dạ em đi canh gác ngay ạ. Hú hồn, tí thì bị lộ. Nhưng ta thiếu gì cách. Để xem các người phản ứng thế nào khi thấy bộ váy này. Đi nào. Đứng lại. Cô là ai? Định đi đâu? Tôi... Bỏ ra. Xin lỗi chủ nhân. Đại ca không nhận ra đây là ai à? Có phải chủ nhân thật không? Chỉ có chủ nhân mới có bộ váy như thế này thôi. Đúng rồi đấy, ta chính là chủ nhân của các ngươi. Mau chào chủ nhân đi. Chào chủ nhân. Mời chủ nhân ạ. Đúng là đồ ngốc. Anh Hoàng, anh tỉnh lại đi. Ừ, em. Anh đừng nói. Ơ kìa. Thôi chết. Chủ nhân đang làm gì vậy? Hai người nhìn cái gì? Đã có lệnh của ta chưa mà vào đây. Vâng, chúng em đi ngay. Đại ca, đi thôi. May quá. Để em gọi trói cho anh. Không biết mấy đứa kia canh gác có nên hồn không. Đích thân mình phải đi kiểm tra. Chào chủ nhân. Ơ, ơ, chủ nhân đang trên kia mà. Sao lại xuất hiện ở đây? Không hiểu. Các người làm trò gì vậy? Ôi không. Có biến rồi. Tất cả đứng yên, không được nhúc nhích. À, đừng bắn. Ôi, ta đầu hàng. Sao lại có hai chủ nhân? Rốt cuộc ai mới là chủ nhân thật vậy? Hai người đứng yên. Người này đúng là chủ nhân, người này cũng giống chủ nhân. Sao lại giống nhau vậy? Vậy ai? Ai mới là chủ nhân thật sự của ta? Ta, ta. Đại ca, ra hội ý. Bàn bạc gì mà lâu thế? Cứ thế mà tiến hành. Chúng ta thật thông minh. Ta có thử thách dành cho hai người. Ăn một búa này. Ôi da, đau quá. Ăn búa nữa này. À, tình huống này, dám đánh ta, người sẽ biết tay ta. Chết này. Thôi, dừng lại, đừng đánh nữa. Ôi da. À, khoan, khoan. Chủ nhân đây rồi. Đúng là bản riêu đây. Hai người đã nhận ra ta chưa? Xử lý bản phách cho ta. Tuân lệnh. Các người tới số rồi. Hai anh, xin dừng đây. Cầu nguyện đi. Không được. Dám động đến cô ấy à? Đã lắm, tiếp chiêu đi. Đừng hòng thoát khỏi đây. Chết em rồi. Sao lại thành ra thế này? Người sẽ phải trả giá cho việc làm của mình. Ngươi không được làm thế. Khoan đã. Anh không cần phải làm như vậy đâu. Đúng đó, đừng làm thế, đừng giết ta. Cảm ơn, hai người thật tốt bụng. Không có gì. Không biết búp bê Squid Game xử lý thế nào rồi, ta phải đến xem mới được. Ôi, gì thế kia? Chúng ta thoát rồi. Em vui quá. Cái quái gì xảy ra vậy? Không có gì, anh tình cờ đi qua đây thôi. Hai người cứ tiếp tục đi. Yeah, chúng ta thắng rồi. Về nhà thôi em.
không gia đình nào là hoàn hảo, vẫn có cãi vã, thậm chí là ghen ghét đố kỵ lẫn nhau. Đôi khi những điều bạn làm dù nhỏ cũng có thể thay đổi cả cuộc đời của người khác. Cho đi yêu thương, bạn sẽ nhận lại hạnh phúc. Cuối cùng, gia đình vẫn là nơi tình yêu luôn hiện hữu. Anh ơi, giúp em với. Em cảm ơn ạ. Làm ơn cho em xin vài đồng. Em cảm ơn. Con bé kia xin được nhiều tiền đấy. Đưa tiền đây. À, tiền của tôi. Mày khôn hồn thì im lặng, nghe chưa? Bỏ ra. Em xin anh trả tiền cho em đi. Cướp, cướp, có ai không? Bỏ tao ra. Cháu ơi, cháu có sao không? Tay bị thương rồi. Có đau lắm không cháu? Cháu không sao ạ. Cháu. Thôi, đi về nhà cô nhé. Cô nấu chút gì đó cho cháu ăn. Nhưng mà. Đừng ngại, mau đứng lên. Đến nhà cô rồi. Nhưng. Đi vào với cô. Đi. Cháu cứ tự nhiên nhé. À, mẹ. Ờ, ai đây vậy mẹ? Đây là em Hạnh. Mẹ thấy em ngồi ngoài kia, mưa và lạnh quá nên mẹ đưa em ấy về. Đúng là đồ phiền phức. Cháu ngồi đi. Cháu không có nơi để ở, về ở lại đây với cô nhé. Được không ạ? Cháu hãy coi đây là nhà của mình. Thật ạ? Cháu cảm ơn cô. Một thời gian sau, Hiền nhận Hạnh làm con nuôi. Em cũng được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Hai con đi học nhé. Tạm biệt mẹ. Thật là xinh quá đi. Chán quá, chẳng có gì để chơi cả. Toàn là đồ bỏ đi. Chán quá. Phải đòi mẹ mua đồ chơi mới mới được. Mẹ đi có việc, hai con ở nhà ngoan nha. Sao đồ chơi vứt bừa bãi thế này? Hai anh em cùng dọn đi nhé. Mẹ yên tâm, con sẽ dọn nhà sạch bóng luôn. Vâng ạ, mẹ cứ đi đi, chào mẹ. Mẹ đi đây. Vâng ạ. Dội đây, quét nhà đi. Nhìn cái gì? Dọn nhà là việc của mày, cho mẹ ở nhờ là tốt lắm rồi. Nhanh lên. Mình sẽ dọn chăm chỉ. Anh Tuấn hình như không thích mình. Tránh ra. Anh Tuấn có nhiều đồ ăn ngon quá. Nhìn cái gì? Làm đi. Phải dọn thật sạch trước khi mẹ về. Cuối cùng cũng xong. Sao lại vứt đồ bừa bãi thế kia? Em vừa dọn xong mà. Không phải việc của tao. À, mình có ý này. Để anh dọn nốt cho. Em ngồi nghỉ ngơi đi. Đây, anh bóc bim bim cho. Ngon lắm. Uống nước nữa này. Trò hay sắp đến rồi đây. Một, hai, ba. Mẹ về rồi đây các con ơi. Ơ? À, mẹ đã về. Mệt quá. Ơ, con chào mẹ. Mẹ ơi, con vừa dọn nhà sạch sẽ rồi. Mẹ nhìn em Hạnh đi, chẳng làm gì cả mà còn bày ra nhà. Mẹ ơi, không phải đâu. Sao con lại lười biếng như vậy? Mau úp mặt vào tường cho mẹ. Đúng là con trai ngoan của mẹ, chưa bao giờ để mẹ thất vọng cả. Mẹ không tin lời mình. Lèo lèo, đồ con nuôi. Nó đến kìa. Mày dám nhìn bọn tao, tao cho mày biết tay. Ôi da. Mày nên nhớ, mày chỉ là con nuôi, nghe chưa? Em xin lỗi, hai anh tha cho em đi mà. Các em làm trò gì vậy? Ờ, thầy. Ai là người bày ra trò này hả? Dạ là Tuấn đấy ạ. Ờ. Hai em lên văn phòng gặp tôi. Bạn bè tốt nha, bảo trọng. Mày quá. Tuấn, tại sao em lại đánh Hạnh? Lý do gì hả? Thưa thầy, em... Em không nói, tôi sẽ mời mẹ em đến đây. Ôi thầy ơi, em xin thầy. Thầy, thầy đừng gọi cho mẹ em mà. Không phải lỗi của anh Tuấn đâu ạ. Là lỗi của em. Đúng 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 rồi đó thầy. Vậy em viết bản tường trình nộp cho tôi. Dạ vâng ạ. Cái đồ sao chổi. Mẹ, con có món quà tặng mẹ.
Hôm nay là ngày gì mà mẹ lại có quà thế này? Mẹ quên nè, hôm nay là sinh nhật mẹ mà. Mẹ quên mất, con lại đây. Mẹ, mẹ mở quà ra đi. Con làm mẹ tò mò quá. Cái gì thế này? Thành, đây là món quà con tặng mẹ sao? Không phải đâu mẹ ơi. Con còn chối à? Mày tiêu đời rồi. Ngày mai là sinh nhật mẹ, món quà này chắc mẹ sẽ thích lắm. Nó ngủ rồi. Cứ chờ xem. Mẹ, con có món quà tặng mẹ. Ôi, bức ảnh đẹp quá. Đúng là con trai cưng của mẹ. Mẹ, rõ ràng đây là bức ảnh của con. Anh Tuấn, sao anh lại làm vậy? Đây là món quà anh chuẩn bị cho mẹ mấy hôm nay. Em nói gì anh không hiểu. Anh Tuấn, anh đừng nói dối nữa. Thành, mẹ thương con công bằng. Có phải vì con là con nuôi nên mẹ không thương con? Thành, ai cho phép con nói thế? Mẹ không ngờ con lại hư như vậy. Hai anh em mẹ đều thương như nhau, sao con lại có suy nghĩ đây? Mẹ thật thất vọng về con, mẹ không muốn nhìn thấy con nữa. Vì con đi. Mẹ, mẹ đừng giận nữa. Lạnh quá. Mình không thể chịu nổi nữa rồi. Mẹ không còn yêu thương mình. Tạm biệt mẹ và anh. Không được gặp mọi người nữa rồi. Mãi không thấy Hạnh về, không biết con bé đi đâu rồi. Đã muộn lắm rồi, sao vẫn chưa thấy con bé về nhỉ? Mẹ không phải lo, tí nữa em đó sẽ về thôi. Tuấn, mau đi tìm em với mẹ đi. Thật là phiền phức. Hạnh ơi, con ở đâu? Hạnh ơi, mày đâu rồi? À, mẹ, nhìn kìa. Hạnh, mau đợi em vậy. Hạnh, tỉnh lại đi con. Tỉnh dậy đi con. Hạnh, mẹ xin lỗi. Hạnh, Hạnh. Ngay ở giây phút này, Tuấn liền nhớ lại những hồi ức trước đây. Tuấn cảm thấy rất hối hận về những hành vi mà mình đã đối xử với Hạnh. Anh ăn cháo đi cho nhanh khỏe. Tao không ăn, mày cút đi. Em để cháo và thuốc ở đây nha. Anh nhớ ăn luôn đấy. Mày nhiều lời thế, đi đi. Dạ. Hạnh ơi, mẹ ơi, tất cả là lỗi của con. Trước giờ em Hạnh không làm gì có lỗi cả. Hạnh ơi, tỉnh lại đi, anh xin lỗi. Con ơi, tỉnh lại đi. Hóa ra mẹ và anh vẫn thương mình. Anh hối hận lắm. Em tỉnh lại đi, mình cùng về nhà. Anh Tuấn. Chuyện gì thế này? Mẹ, anh Tuấn. Hạnh, anh xin lỗi, anh sai rồi. Từ giờ anh không bao giờ đối xử với em như vậy nữa. Không sao đâu anh, mọi chuyện đã qua rồi. Mẹ con mình cùng về nhà nào. Vâng.